Nếu như các bạn đang kiếm cho mình một chiếc xe đạp phích gia, xe đạp không phanh mà có thể vừa chơi phích và vừa chơi chích giá là hạt rẻ thì đây là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn. Đây là con phích gia cơ bản độ chích, có nghĩa là dòng này hàng thứ ba có rất nhiều cái định nghĩa của dòng phích gia cơ bản khác nhau nhé. Giữa mủ các shop khác nhau, nó dựng cái cấu hình khác nhau, nó sẽ là cái chất lượng khác nhau hoàn toàn. Thì cái con này là cái con mà Hà Nội Bay hay dựng cái đoạn trung bình tầm khoảng hơn ba củ cho khách hàng mà để thích chơi fix hoặc là còn thích chơi kiểu là chích choát một tí. Thì em lên cho các bạn con xe khung thép này là khung thép rất là cứng luôn. Dòng khung thép này là dòng khung thép carbon. Cái này là khung sản xuất tại Trung Quốc chứ không phải sản xuất Việt Nam nhé. Sản xuất ở Việt Nam thì cái khung của Việt Nam nó làm hơi kém. Lúc trước thì có một lô là cái càng các bạn hơi bốc lên chút là nó bị rung càng, cũng có đã từng xảy ra rất là nhiều lần nên mình không có thích cái khung sườn Việt Nam. Bởi vì sản xuất Việt cái gì thằng Trung Quốc nó chạy trước Việt Nam rất là nhiều nên nó hơn Việt Nam khá là nhiều. Thì hôm nay đây là cái con mà một cái con cơ bản mình dựng lên. Con này là màu sơn là màu vàng, là màu dạ quang nhé. Khi mà chạy ban đêm nó còn phát sáng nữa cơ các bạn ạ. Con phích gia này thì mình lên cho khách là một con bộ khung sườn bằng thép rất là cứng. Đặc biệt là mình khá là chú trọng cái bộ này là mình sẽ sử dụng bộ cổ chén cổ bạc đạn nhé. Chén cổ bạc đạn thì nó khá là trơn, một lát nữa mình sẽ làm clip quay cho các bạn chén cổ bạc đạn khác chén cổ côn bi như thế nào. Đó. Và con này thì là mình chơi chích nên mình sẽ độ cho cái đông nó bản cao cho nó dễ chích chót một tí. Thì con này là độ chích lên cái bánh là mình sẽ làm được bánh to, bánh 26 x 1.5. Đùm là đùm bạc đạn. Đấy, đùm bạc đạn thì do là đùm này là 36 lỗ. Bởi vì các bạn chơi trích nên cần cái vành nó cứng chút thì mình sẽ làm đùm 36 lỗ. Thì đùm màu đen không có đâu, chỉ có màu mè đâu. Còn cái khung sườn thì có thể thay đổi màu rất là nhiều màu khác nhau. Thì đang lên một con màu nổi chút. Con này thì sử dụng đùi đĩa cơ bản. Như vậy các bạn chơi trích thì mình rất là chú trọng cái sợi xích. Mình sẽ dùng cái xích nó Shimano hạt đậu này để cho nó chắc một chút, nó đỡ đứt xích không. Bởi vì chơi trích mà nó đứt xích rất là nguy hiểm. Đó. Thì về cơ bản thì con xe này nó cũng chẳng có cái điểm gì để chê cả. Với giá tiền thì hơn 3 củ một chút thì không còn điều gì phải lăn tăn. Các bạn mà học sinh thì không phải ai cũng có thể tiếp cận được những con chích chuyên dụng mà mười mấy hai mấy triệu thì nó rất là đắt. Thì mình sẽ lên cái option hàng cơ bản toàn bộ đùi đĩa cũng như là trục giữa này. Đây này, mayer sau đều là bạc đạn hết, kể cả chén cổ cũng bạc đạn luôn để cho các bạn chơi cho nó thích. Đấy, chén cổ bạc đạn thì nó rất là trơn, nhưng mà các bạn quay có thể quay 360 độ đấy các bạn thấy không, nhấc lên là nó xoay tít tung mù luôn. Thì các cái dòng chén cổ rẻ nó không quay được như thế. Đây là cái chén cổ bạc đạn đây, mình sẽ quay thử cho bạn xem nhé. Đây là mình test cho các bạn xem chén cổ bạc đạn này. Đấy, chúng ta có thể chơi xoay đầu 360 độ được, rất là trơn luôn, rất là trớn. Dòng chén cổ bạc đạn này nó sẽ khác. Mũ bộ chén cổ này sẽ đắt gấp 3 lần chén cổ của con mi. Thì thường cái xe em đối với hàng bài lắp lên cho khách hàng thì thường hay chú trọng đến cái chất lượng, nên cũng không hay làm cái hàng rẻ để đi ráp ra những con xe chất lượng kém cả. Vì vậy các bạn khi đến với Hà Nội Bay thì có thể yên tâm tuyệt đối với chất lượng như các bạn nhé, và giá tiền cực kỳ hợp lý.